Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, sự căng thẳng trong bang giao giữa Canberra và Bắc Kinh đã không những không giảm hạ mà ngày hôm qua lại còn gia tăng thêm sau khi Ngoại trưởng Úc tuyên bố hủy bỏ hai thỏa thuận ghi nhớ MOU mà chính quyền tiểu bang Victoria đã ký kết với Trung Quốc hồi năm 2018 trong khuôn khổ kế hoạch vành đai và con đường. Ngoài ra, thì trong lĩnh vực phát triển kinh tế, một lần nữa, sự dẻo dai của nước Úc đã được xác nhận bởi các công ty kiểm toán nước ngoài. Mặc dù vậy, chương trình di dân của Úc lại bị chỉ trích nặng nề bởi các chuyên gia vì sự thiếu hụt nhân công tay nghề hiện nay tại Úc. Và sau đây là bản tin chi tiết trong phần tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021. Lịch trình chủng ngừa vaccine, lao động tiếp tục chỉ trích chính phủ. Ngày hôm qua, phát ngôn viên về y tế của Đảng Lao động Đối lập Dân Biểu Mark Butler đã chỉ trích nặng nề chính phủ Morrison sau khi có tiết lộ là chỉ có chưa đến 20% thành phần khuyết tật hiện đang sinh sống tại các trung tâm khuyết tật đã được chủng ngừa. Trên nguyên tắc thì thành phần khuyết tật thuộc nhóm ưu tiên 1A, tức là cùng nhóm ưu tiên với các cư dân tại các viện dưỡng lão Thế nhưng, trong khi các cụ ông cụ bà sinh sống tại các viện dưỡng lão hầu hết đều đã được chủng ngừa, thì những người khuyết tật lại không được quan tâm đúng mức. Câu hỏi được đặt ra trong buổi điều trần trước Ủy ban Thượng viện do nữ nghị sĩ Katie Gallagher của Đảng Lao động chủ tọa là tại sao những người khuyết tật cũng thuộc thành phần 1A nhưng lại không có ưu tiên chủng ngừa sớm như các cư dân của viện dưỡng lão. Trả lời chất vấn này, Tổng Thư ký Bộ Y tế, giáo sư Brandon Murphy đã xác nhận rằng thành phần khuyết tật cũng được coi là ưu tiên và tất nhiên là họ cũng sẽ sớm được chủng ngừa. Nhưng so với các cụ ông và cụ bà tại các viện dưỡng lão thì thành phần lớn tuổi này cần phải được chủng ngừa trước. Tuy nhiên, câu trả lời này đã không nhận được sự đồng tình của các chính trị gia thuộc đảng lao động cũng như đảng xanh. Những người này đã lên tiếng chỉ trích chính phủ và nói rằng những thành phần khuyết tật này là những công dân hạng nhì và là thành phần đang bị bỏ quên. Và đây là điều đáng hổ thẹn của một quốc gia. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cũng đã xác nhận thành phần khuyết tật cũng là thành phần quan trọng trong chương trình chủng ngừa của chính phủ, và việc chủng ngừa cho thành phần này cũng có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là khi họ không thể di chuyển được, và do đó nhân viên y tế cần phải đến tận nơi để thực hiện việc chủng ngừa cho thành phần này. Và đây là phần nào của lý do chậm trễ. Bộ trưởng Brickhan xác nhận là hiện nay đã có 177.000 cư dân lớn tuổi tại các viện dưỡng lão đã được chủng ngừa và tiếp theo là chính phủ sẽ tiếp tục chủng ngừa ở mức độ đông đảo hơn cho những người khuyết tật vì cả hai nhóm đều là thành phần ưu tiên 1A. Đại dịch Covid-19, New Zealand không có thêm ca dương tính nào mới trong cộng đồng. Sau khi đã phát hiện tình trạng dương tính của một nhân viên làm việc vệ sinh tại phi trường thì trong 24 tiếng đồng hồ qua, New Zealand đã không có thêm ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Nhắc lại là nhân viên này đã bị nhiễm dương tính với chủng biến thể Anh Quốc B117 sau khi dọn dẹp vệ sinh trên một chuyến phi cơ đến Auckland từ Ethiopia, là một quốc gia được liệt kê màu đỏ, tức là quốc gia có nguy cơ cao vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Và theo nguồn tin từ Bộ Y tế New Zealand thì nhân viên này đã bị lây nhiễm từ một hành khách bị dương tính trên chuyến bay này và điều quan trọng là nhân viên này đã được chủ ngừa đủ hai mũi vaccine. Vấn đề hiện đang được quan tâm là việc chủ ngừa có thật sự giảm hạ nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 hay không. Hiện nay, 25 người được xác nhận là đã có tiếp xúc gần với nạn nhân đều đã được thông báo để thử nghiệm và sống cách ly. Như việc Face TV đã loan, ca dương tính cộng đồng này đã xảy ra vào ngày thứ nhì của chương trình bong bóng du lịch 2 chiều giữa Úc và New Zealand. Tuy vậy, chính phủ Úc và New Zealand đều không thay đổi chương trình bóng bóng du lịch này. Sinh hoạt kinh tế, Úc Châu cần điều chỉnh chương trình di trú. Trước thời kỳ đại dịch, nước Úc đã từng có một chương trình di trú rất cao đến mức độ mà nhiều khi có người đã than phiền là di dân đã lấy đi cơ hội làm việc của công dân Úc. Thế nhưng, kể từ khi đại dịch phát khởi vào năm 2020 với quyết định đóng chặt cửa biên giới quốc gia, thì chương trình di trú tại Úc đã giảm hạn đáng kể và có lúc tưởng chừng như đã ngưng hoạt động. Hậu quả là hiện nay, nước Úc đang thiếu hụt công nhân tay nghề trầm trọng khi mà hàng chục ngàn công việc được quảng cáo, nhưng giới chủ nhân lại không thể tuyển dụng được nhân công có tay nghề, đặc biệt là trong các lĩnh vực về sức khỏe, du lịch, chiêu đãi và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác. Đó là chưa kể đến tình trạng nhiều nông trại đã không có công nhân hái trái cây theo thời vụ. Cơ quan nghiên cứu kinh tế Center for Economic Development of Australia gọi tắt là CEDA đã nhận xét rằng chương trình di trú nhỏ giọt hiện nay tại Úc đã ảnh hưởng trầm trọng đến các ngành sinh hoạt kinh tế mà nhân công tay nghề là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì hoạt động của các lĩnh vực này. Kinh tế gia trường của CEDA, ông Jared Bo đã nói rằng không khéo thì nước úc sẽ bị thua lỗ bởi các nước như canada là những nước có chương trình di dân mạnh mẽ nhằm thu hút được những di dân có tay nghề cao để có thể thỏa mãn được nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước họ bởi vậy ông jarodbo đã nói rằng nước úc trong hoàn cảnh di dân giảm sụt hiện nay nên nghiên cứu lại và nên cấu trúc một chương trình di trú năng động hơn để có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế của nước úc trong tương lai cũng theo lời ông Charabo, thì nước Úc hiện nay đang có một chương trình di trú lỗi thời và thiếu uyển chuyển không thích hợp cho sự phát triển kinh tế. Úc Châu và Nam Hàn, hai nền kinh tế nổi bật trong thời đại dịch. Bản tin tài chính của Bloomberg ngày hôm qua đã so sánh hai trường hợp thành công của Úc Châu và Nam Hàn về sự phát triển kinh tế trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Đây là hai nước có nhiều khác biệt nhưng lại có một điểm chung, đó là sự phát triển kinh tế của nước Úc cũng như của Nam Hàn đã tùy thuộc phần lớn vào giao thương với Bắc Kinh, khi mà thống kê cho thấy có đến 25% ngành xuất cảng của Nam Hàn là có điểm đến là Trung Quốc, trong khi chỉ số tương đương từ Úc là 43%. Lý do thứ hai cũng là điểm chung của hai nước, đó là kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 đều đã tương đối thành công. Trong khi nước Úc hầu như đã dập tắt được dịch bệnh, thì Nam Hàn tuy chưa dập tắt được dịch bệnh nhưng cũng đã kiểm soát được sự lây lan và hiện nay chỉ còn khoảng 115 ca dương tính, tức là rất thấp so với một số nước trong khu vực. Theo một chuyên gia kinh tế của Úc, ông Saul Eslick, cựu kinh tế gia trường của ngân hàng ANZ và nay là phó hiệu trưởng Viện Đại học Tasmania, thì cả hai nước và Hàn Quốc đều có ba đặc tính giống nhau, tức là dân số, chỉ số gia nhập vào thị trường nhân dụng và chỉ số sản xuất mà từ tiếng Anh thường gọi là 3P, tức là population, participation và productivity. Về giao thương giữa hai nước thì Nam Hàn là đối tác lớn hàng thứ tư của nước Úc. Ngoài ra Úc và Nam Hàn cũng đã ký kết hiệp định tự do thương mại FTA hồi năm 2014. Bởi vậy, tổng công ty kế toán đa quốc gia Ernst Young đã đánh giá Nam Hàn và Úc Châu thuộc vào nhóm 4 quốc gia thành công nhất, tức là the quad, trong việc phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế trong thời kỳ đại dịch. Bốn quốc gia này là Úc Châu, Nam Hàn, Đan Mạch và New Zealand. Tất nhiên, trong khi giao thương với Bắc Kinh đã giúp nền kinh tế hai nước phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là Úc Châu và Nam Hàn đã không gặp khó khăn với Trung Quốc. Bang giao với Bắc Kinh Chính phủ Morrison hủy bỏ thỏa hiệp MOU giữa Victoria và Trung Quốc. Vào chiều tối hôm qua, Ngoại trưởng Marine Spy đã loan báo rằng chính phủ liên bang đã quyết định hủy bỏ bốn thỏa hiệp mà các tiểu bang ở Úc đã ký kết với nước ngoài với lý do là những thỏa hiệp này không phù hợp với quyền lợi quốc gia hoặc không thích nghi với chính sách ngoại giao của Úc. Nhắc lại là hồi năm ngoái, Quốc hội liên bang đã thông qua dự luật của chính phủ gọi là The Foreign Relations Act – Luật mới này cho phép Bộ trưởng Ngoại giao cứu xét lại tất cả các thỏa hiệp mà các tiểu bang, các lãnh thổ, các hội đồng thành phố địa phương và kể cả các viện đại học tại Úc đã ký kết với chính phủ nước ngoài hoặc những bộ phận của chính phủ nước ngoài và được coi là không thích hợp cho quyền lợi quốc gia của nước Úc. Trong cuộc họp báo hôm qua, Bộ trưởng Marine Spy cho biết là đã duyệt lại hàng ngàn thỏa hiệp và hôm qua đã loan báo là bốn thỏa hiệp mà tiểu bang Victoria đã ký kết với các nước ngoài, gồm một thỏa thuận đã ký vào năm 2004 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo của Victoria với Iran và thỏa thuận hợp tác khoa học năm 1999 với Syria và hai thỏa hiệp đã ký với Bắc Kinh trong khuôn khổ kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc. Nhắc lại là Thủ hiến lao động tại Victoria General Andrews đã ký kết hai bản ghi nhớ MOU với Bắc Kinh mà không thông qua Bộ Ngoại giao Úc, qua đó cho phép Bắc Kinh gia tăng đầu tư vào tiểu bang Victoria mà ông Andrews bảo chữa là để tạo thêm công an việc làm cho cư dân tại tiểu bang này. Ngoại trưởng Marine Spy cho biết bà sẽ tiếp tục đánh giá các thỏa thuận nước ngoài được thông báo trong chương trình bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, nhưng hy vọng đa số sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi quyết định này của Ngoại trưởng Marine Spy được báo chí loan tải, thì chính phủ Victoria đã phản ứng một cách nhẹ nhàng. Vì thật ra, thẩm quyền về ngoại giao là thẩm quyền của liên bang, chứ không phải của tiểu bang. Nhưng ngược lại, Đại sứ quán Bắc Kinh tại Canberra đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Cụ thể, thì Phó Đại sứ Trung Quốc ông Wang Xining đã đả kích chính phủ Úc là đã thiếu sự thành thật và cố tình khiêu khích khi tuyên bố hủy bỏ hai thỏa hiệp này. Bàn giao với Bắc Kinh, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Canberra lại đả kích Úc Châu. Sáng hôm qua, trước khi Ngoại trưởng Marine Spy loan báo hủy bỏ hai thỏa hiệp ghi nhớ MOU mà Thủ hiến Victoria đã ký với Bắc Kinh hồi năm 2018, thì Phó Đại sứ Bắc Kinh tại Canberra, ông Wang Sinning, trong một dịp phát biểu ý kiến tại Viện Đại học Quốc gia ANU ở Canberra đã chỉ trích nặng nề nước Úc. Đặc biệt là khi nước Úc dưới thời Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ngăn cản không cho Tổng công ty Huawei của Trung Quốc tham dự vào kế hoạch canh tân hệ thống kỹ thuật số NBN cũng như hệ thống truyền thông 5G tại Úc. Theo lời cáo buộc này của ông Wang Xining thì chính phủ Úc đã có hành động như trên chỉ nhằm mục đích giúp cho nước Mỹ giữ được vị trí độc tôn về mặt kỹ thuật mà hậu quả là chính nước Úc đã bị thiệt thòi. Ngoài ra, ông Wang Xining còn cảnh cáo là nước Úc không nên coi Trung Quốc như một con bò sữa để sau khi vắt cạn sữa rồi thì lại đẩy vào lò mổ gia súc. Ông Wang Xining đồng thời cũng xác quyết là Bắc Kinh lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình và Trung Quốc không phải là một con bò sữa. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.